kiểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến thử hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không rung. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không rung anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử nó cho anh em nhá. Tứ trả xong rồi, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở đây không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở này không bỏ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này,
Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kể liệt cho em một tiếng bạc đây này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chỉ thôi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận nó nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số điện trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra một video mới để giới thiệu cho anh về đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm, đó là máy nhận diện L9 anh em nhá. Với cái máy nhận diện L9 này, anh em muốn vào sòng vào sới, ngày xưa anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vị vào hay là cái bát hình, cái đĩa hình vào. Nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi, nhà tôi đã những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện quân vị L9 này. Mấy cái quân lấy mấy cái máy này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nha. Bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế luôn, tôi sử dụng luôn cái máy này xem có hiệu quả không anh em nha. Như anh em cô ta cùng tôi xem hết cái video này để cảm nhận nó anh em nha. Đầu tiên tôi sẽ test bát đĩa. Bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Bây giờ anh em có thể luồn cái bộ quân vị vào những cái sòng cái sới lớn á, hoặc là cái bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhà mình đã cải tiến hơn, anh em mới đi chơi anh em chỉ cần mang cho cái máy này thôi, nhận diện được tất cả mọi quân, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết. Dung nhá anh em nhìn nhá, dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá. Máy thì dùng hoàn toàn bằng sạc điện rồi, sạc điện này anh em chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng nó hết pin anh em nhá. Cứ khoảng cách từ mét rơi hết về nó sẽ nhận diện tất cả mọi quân, bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera soi tứ phía anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi, rồi vào sòng và sới nó sẽ tự cảm nhận được lẻ nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái, sấp hai chỉnh lịch hai màu nó sẽ dùng hai cái, và tương tự không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nha. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn anh em nha. Bây giờ bộ bài xanh chín này, ở địa phương tôi chơi là chơi con bài, còn ở địa phương anh em chơi con gì được anh em nha. Thằng nào đi làm nó được hết. Đây ví dụ là cái màu của sới đi, là con bài. Anh em mua một cái bài giống hệt màu sới đi anh em nhá. Tôi bật công tắc lên này, bật công tắc lên nó sẽ khởi động camera anh em nhá. Anh em sẽ nhận diện trước đi, nhận diện trước ở nhà đi 5-10 giây, rồi anh em bỏ cái lá bài này ở nhà, còn đâu anh em chỉ cần cầm cái máy đến cuộc chơi là anh em chiến thắng anh em nhá. Bởi tôi cắt lá bài ở sới luôn anh em nhá. Như quân tăng năm hay quân bài nó cũng như thế anh em nhá, độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn, tôi khẳng định luôn. Anh em nào có nhu cầu ạ, đến ở cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Bây cái lá bài ở nhà mình đi bỏ đi anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào đèn và cái độ rung của nó như thế nào anh em nha. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không thu được màu nào, nó sẽ không rung. Ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái này, và nó nháy đèn một cái. Số 2 hai màu, thứ hai màu nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái. Tứ tử không mà dùng nó thiếu, không thiếu màu nào anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế tôi sóc thử luôn cho anh em nha anh em nha. Cứ khoảng cách từ biết rơi hết về nó sẽ thu được tất cả mọi quân, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì, anh em hãy nhận trước ở nhà đi, cứ đặt xuống 2-3 giây nó sẽ thu được anh em nha. Nó không thu được màu nào, nó sẽ không dùng anh em nha. Đánh 200 triệu Senko, tứ tử không biết tứ tử đen hay tứ tử trắng, mở này tứ tử trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nha. Tiếp này anh em nhìn nhá, quân nặng được chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi, dù một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 200 triệu là lẻ, mở này không biết ba đèn hay ba trắng này, những em cô ta cùng tôi đánh sập luôn bảo vệ, mở này ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ở ngoài để cho anh em nhìn được dung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi đúc vào người tôi đánh thử luôn anh em nhá, cứ khoảng cách từ 2.5 mét ai làm cái ai sóc hãy được hết anh em nhá. Tiếp này
Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy này báo không rung, tất nhiên nó là thứ tử rồi, không biết thứ tử đen thứ trắng. Mở này, vẫn là thứ tử trắng này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Người có thể sai chứ tôi khẳng định luôn, máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nha. Những anh em thua tha cùng tôi đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp cho dễ anh em nha. Máy này không rung nữa, tất nhiên nó lại là thứ tử. Đánh xong luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, thứ tử trắng này lên thứ tử đen này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Kỷ niệm cho anh 2-3 tiếng bạc nữa này. Tôi khẳng định luôn, cái máy này chỉ có nhà tôi có độc quyền anh em nha. Máy báo không hai cái rồi, tất nhiên sắp đôi rồi. Đánh 5 triệu và sắp đôi. Mở này, không bảo có thể xài anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy vẫn báo rung hai, tất nhiên sắp hai rồi. Đánh 500 triệu và sắp hai. Mở này, không mở được chuyện xài anh em nha. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện L9 này như nào rồi. Anh em đi nhá, anh em đi chơi thôi, chỉ cần mang tôi cái máy nhận diện L9 này thôi. Còn bát đĩa của quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera rồi, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi còn gì, anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Lẻ dùng một cái, sấp hai dùng hai, tứ tử dùng. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình.